Đàn bà lẳng lơ rất là hay làm những việc như thế này đối với đàn ông. Các bạn thân mến, khi hẹn hò và yêu đương thì hẳn là chúng ta luôn có một khoảng thời gian để có thể tìm hiểu về nhau. Và có thể nói rằng những người đàn bà lẳng lơ, dâm đãng, đa tình là đối tượng mà những người đàn ông có thể yêu thì rất thích, nhưng để mà cưới thì cũng có phần hơi lo lắng. Và có thể nói rằng khoảng thời gian mà các bạn tìm hiểu trước khi chúng ta đi đến kết hôn ý, chính là khoảng thời gian vàng để các bạn có thể hiểu tường tận hơn về đối phương mà mình đang muốn gắn bó. Từ đó sẽ quyết định là có nên tiếp tục tiến xa hơn hay không. Tính cách cũng như cách sống về những gì mà người phụ nữ này đang thể hiện được mà bạn quan sát, những gì mà bạn cảm nhận được mới là câu trả lời chính xác nhất về nhân cách của một người phụ nữ. Và nếu như qua thời gian tiếp xúc mà bạn nhận thấy người phụ nữ của mình đang có những biểu hiện dưới đây thì đích thị cô ấy là một người rất là lẳng lơ, dâm đãng. Và việc bạn có tiếp tục mối quan hệ với cô ấy hay không, hay chỉ dừng lại ở mức độ chơi bời, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích cũng như môi trường sống của bạn. Bạn cần cân nhắc điều đấy. Và hãy cùng với chúng tôi điểm mặt nhanh những điều mà người phụ nữ lẳng lơ ấy, họ sẽ rất là hay làm đối với người đàn ông, để xem người phụ nữ mà bạn đang muốn suy nghĩ này có phải là người phụ nữ đứng đắn hay không nhé. Dấu hiệu đầu tiên mà những người phụ nữ lẳng lơ họ rất là thích làm với đàn ông, đó là họ sẽ rất là hay có những hành động, những cử chỉ mời gọi. Bởi vì họ biết rất rõ rằng đàn ông xưa nay say tình bằng cả mắt và tai, và dường như là không có ai có thể cưỡng lại một bóng hồng lả lướt rót mật đưa hương ngay trước mắt mình, ánh mắt lúng liếng đưa tình và những lần vuốt tóc điệu đà không ngừng, những cử chỉ e ấp tỏ ra ngoan hiền nhưng lại mang tính chất rất là mời gọi, đã vô tình tố cáo tất cả. Đặc biệt là với dáng điệu uốn éo, dáng đi và kể cả là những sự lắc mông rất là uyển chuyển, rất là chuyên nghiệp trước cánh mày râu, cũng thể hiện đúng bản chất của một cô nàng dễ dãi. Nụ cười thì đầy mê hoặc, hay là cắn môi cũng là một trong những hành động rất là nhỏ thôi nhưng lại đủ sức cho thấy người phụ nữ này dễ dãi và lẳng lơ đến nhường nào. Những hành động rất là tình như vậy đủ sức quật ngã kể cả là những người đàn ông điềm đạm và nghiêm túc nhất. Nếu như bạn cảm thấy người phụ nữ của mình thực sự thì có phần tỏ ra là ngoan hiền, là kín đáo đấy, nhưng sâu thẳm với những ánh mắt, với những hành động, bạn cảm thấy cô ấy như đang gợi tình mình, thì hãy chú ý hơn với người phụ nữ này. Những người phụ nữ mà lúng liếng đa tình và đa phần có thêm một chút lẳng lơ trong người ấy, khi mà các bạn yêu đương và hẹn hò thì cô ta sẽ không muốn công khai mối quan hệ, và đương nhiên cô ta sẽ làm điều này với tất cả những người đàn ông. Hơn ai hết, phụ nữ luôn là người muốn công khai mối quan hệ yêu đương của mình nhất, nếu như không có vấn đề gì cần phải giấu giếm. Trong một mối quan hệ yêu đương thì phụ nữ mới luôn là giới mà lo sợ tình cảm của mình không được công khai, không được người khác biết đến. Cô nàng sợ nhất là người đàn ông của mình giấu kín mối quan hệ để tiện bà còn đi thả thính với các cô gái khác nữa. Và phụ nữ thì có khuynh hướng là muốn được chia sẻ, muốn được động viên hay là muốn được chúc tụng từ đám đông. Vậy nên nếu như cô nàng mà bạn đang quen hay là đang yêu không hề đả động gì đến việc là chúng ta hãy công khai tình yêu đi, thì rất có thể là cô nàng đang muốn giấu giếm bạn một điều gì đó bí mật. Lúc này thì bạn nên chú ý điều tra các mối quan hệ bên ngoài của cô ấy. Biết đâu đấy, bạn cũng chỉ đang là một anh chàng sơ cua trong một list danh sách dài dằng dặc của cô ấy thì sao? Đặc điểm thứ ba mà người phụ nữ lẳng lơ, đa tình họ cũng sẽ làm với những người đàn ông, các bạn sẽ thấy cô ấy rất là nhiệt tình với các bạn. Phụ nữ lẳng lơ thì thường rất là ưa thích việc quảng giao với những người khác giới. Họ là một cô gái rất là hoạt bát, ăn nói rất là giỏi và rất là sẵn lòng lấy lòng được những người đàn ông. Nhiều người còn cho rằng phụ nữ lẳng lơ chỉ cần nhìn thấy đàn ông là mắt đã sáng rực lên. Đặc biệt là những anh chàng đẹp trai rồi giàu có, những người đàn ông thành đạt, những người đàn ông sáng sủa luôn là tầm ngắm của những cô nàng ham hư vinh. Họ có thể thể hiện tính cách rất là phóng khoáng, rất là nhiệt tình trước mặt người khác giới để thu hút sự chú ý. Mức độ quảng giao của cô nàng đã vượt ra khỏi phạm trù hòa đồng, thay vào đó là một sự tiếp cận có ý đồ nhiều hơn. Họ rất là biết cách thể hiện sự đong đưa và tận dụng ngoại hình, sự quyến rũ của mình để lấy lòng phái mạnh. Kể cả là từ cách nói năng, cử chỉ của người phụ nữ này đều thể hiện được một sự gợi tình rất là lớn, không phải là kiểu giao tiếp bình thường, lịch sự xã giao. Họ cũng rất là sành sỏi các cái cử chỉ,
các cái hành động có thể khiến cho cánh mày râu cảm thấy động lòng, cảm thấy lưu luyến. Và trong các cuộc vui chơi, người phụ nữ này thường sẽ rất là nhiệt tình hưởng ứng sự quan tâm từ một anh chàng nào đó. Đồng thời hành động cũng rất là liếc mắt đưa tình, ngầm cho thấy họ đã có những tình cảm và có những tín hiệu bật đèn xanh đối với người đàn ông kia. Phong cách ăn mặc rất là gợi tình, đi với người đàn ông lúc nào cũng trong tư thế rất là gợi cảm, cũng là một biểu hiện cho thấy đây là một người phụ nữ rất là lẳng lơ. Tất nhiên là mỗi người đều có một gu ăn mặc riêng để tôn lên tính cách, tôn lên sở thích. Và chỉ cần nhìn phong cách thời trang của một cô nàng, chúng ta cũng có thể phần nào đánh giá được tính cách của con người đó. Một người phụ nữ đoan trang thì sẽ lựa chọn cho mình những bộ quần áo rất là thanh tao, lịch thiệp và có phần kín đáo một chút. Còn những cô nàng mà luôn thích khoe thân bằng những trang phục táo bạo, sexy, hở hang, thiếu chừng mực thì được xem là những người ít nhiều có những tính cách lẳng lơ, đào hoa và kém chung thủy. Tuy nhiên thì điều này tất nhiên cũng không thể chính xác 100% được. Có những cô nàng có gu ăn mặc rất là táo bạo, rất là nóng bỏng, nhưng hoàn toàn là những cô gái đoan chính. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với dấu hiệu thứ 5 mà một người phụ nữ lẳng lơ sẽ làm đối với người đàn ông. Đó chính là cô ta sẽ không bao giờ né tránh những lời tán tỉnh của người khác giới. Phụ nữ chung thủy thì thường không dễ dãi chấp nhận những lời tán tỉnh của người khác giới. Đặc biệt là khi đã có người yêu, có chồng thì họ sẽ từ chối những lời ve vãn của người khác thông qua nhiều cách khác nhau, có thể trực tiếp hoặc là thể hiện thái độ cho đối phương được biết. Những người phụ nữ mà không biết né tránh những lời tán tỉnh, ngược lại lại còn có những hành động, những lời nói hưởng ứng, tán thưởng bất kỳ người đàn ông nào ve vãn mình thì cũng là dấu hiệu cho thấy đây là một người phụ nữ lẳng lơ, không chung thủy. Và đối với mẫu phụ nữ này thì thậm chí không đợi đến khi người đàn ông tán tỉnh, cô ta còn đi chủ động gạ tình và tán tỉnh người đàn ông nữa cơ. Khi mà đã tìm thấy mục tiêu để gạ tình, tìm thấy mục tiêu để có thể thực hiện những cái mục đích của mình thì cô ta sẽ luôn chủ động tiếp cận và dùng những lời lẽ rất là ngọt ngào để tấn công. Thường thì chị em dễ dãi, luôn tự tin về vóc dáng và ngoại hình của mình. Đặc biệt là họ luôn làm chủ cuộc chơi, dẫn dắt bạn tình tìm đến những cảm xúc rất là thăng hoa. Và cũng chính những cảm xúc này khiến cho người bạn tình lưu luyến và nhớ mãi. Thường thì những cô nàng lẳng lơ lúc nào cũng có bản lĩnh rất là lớn trong chuyện thân gối. Đây là một điểm mạnh gây ra sự tò mò và hấp dẫn trong mắt người đàn ông. Luôn lướt mắt đưa tình, thường thì người phụ nữ dễ dãi sẽ có tìm thấy cho mình một người đàn ông thích hợp mà nàng luôn liếc mắt đưa tình, thậm chí còn kèm những hành động khêu gợi gây chú ý, chẳng hạn như vừa nhìn vừa liếc vừa mỉm cười, không những thế còn liếm tay hoặc là đưa lưỡi để bật đèn xanh. Thường thì những cô nàng này thích đàn ông là nhìn đắm đuối, sẽ thích tình một đêm, khám phá những điều mới lạ ở người đàn ông. Và điểm chung của những người phụ nữ lẳng lơ đương nhiên sẽ là không bao giờ chung tình. Người phụ nữ mà không đoan chính cũng có những máu dâm dê trong người thì cũng sẽ rất là thích đụng chạm vào cơ thể của người đàn ông, dù rằng hai người chỉ mới gặp gỡ, mới quen biết. Sự va chạm về thịt, va chạm về thể xác mà hầu như những người phụ nữ dễ dãi nào cũng sẽ sử dụng chiêu thức này, bởi vì sự ma sát sẽ khiến cho dục tính ở người đàn ông trỗi dậy và không thể kiềm chế được bản tính của mình nữa. Và chính sự ma sát này khiến cho hai người bị hút mạnh vào nhau và rất dễ dàng xảy ra chuyện giường chiếu. Và đây cũng là cách mà nàng dùng để bật đèn xanh với người đàn ông một cách hiệu quả nhất để hút hồn đối phương. Với những người phụ nữ dễ dãi và lẳng lơ ấy, thì họ không mấy quan trọng đến chuyện chung tình hay là một vợ một chồng đâu. Với họ thì càng khám phá nhiều đàn ông càng khiến cho họ thêm phần hứng thú. Và cũng chính lối sống thoáng đãng của nàng nên họ rất là dễ dàng chấp nhận lên giường với bất cứ một người đàn ông nào mà họ thích. Cô nàng thuộc tuyếp người yêu nhanh chóng nhưng cũng chán rất là nhanh. Thường thì chị em phụ nữ lẳng lơ ấy, không câu nệ hay là cũng không gò bó bạn tình của mình theo bất cứ một khuôn khổ nào hay nguyên tắc nào cả. Họ bất chấp tất cả để chinh phục một người đàn ông, kể cả là anh ta đã có gia đình. Họ sẵn sàng làm tiểu tam để chen vào hạnh phúc của gia đình đó. Các bạn có biết không, đặc biệt là còn có rất là nhiều những người phụ nữ lẳng lơ, họ lại chỉ thích đi tán tỉnh những người đàn ông đã có gia đình thôi. Đơn giản bởi vì đàn ông đã có gia đình, phần nhiều đều đã có sự nghiệp, tiền bạc ổn định và có thể mang đến cho người phụ nữ dù là thân phận tiểu tam nhưng cũng là một cuộc sống đầy đủ hơn là một anh chàng lông bông, tự do và trẻ tuổi, đúng không nào?
Khi biết đối phương là một người đàn ông đã có vợ, hay kể cả là một người đã có người yêu, người phụ nữ tinh tế thì họ sẽ luôn ý tứ trong cách hành xử để đôi bên không phải cảm thấy bối rối. Cô ấy có thể chủ động ngồi ra xa một chút, không quá vồn vã, cũng không tỏ ra quá thân thiết để tránh làm một nửa của mình cảm thấy khó chịu. Trong khi đó, những người phụ nữ lẳng lơ thì lại tỏ ra rất là thân quen, rất là thích cố ý tiếp xúc cơ thể với đàn ông. Họ muốn chứng minh rằng mình và đối phương chỉ là quan hệ trong sáng vô tư, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Đây chính là tướng phụ nữ dâm đãng dễ ngoại tình, rất là giỏi ăn nói, mồm mép khéo léo và cực kỳ là giỏi chuyện rừng chiếu, nên khiến cho người đàn ông rất là đê mê. Người phụ nữ lẳng lơ dâm đãng cũng sẽ không bao giờ ngại ngùng khi nói về chuyện chăn gối đối với một người đàn ông, dù mới quen hay là đã thân thiết bao lâu đi chăng nữa. Những người phụ nữ lẳng lơ, dễ dãi thường có những phát ngôn rất là điệu đà, lẳng lơ, ngọt ngào và cợt nhả. Thường thì những cô nàng này rất là thích sử dụng những lời nói khách sáo, những lời mời chào, những lời gây tò mò cho cánh mày râu, luôn chấp nhận những lời gạ gẫm tán tỉnh từ người khác giới. Bởi vì khi một người phụ nữ đã phóng khoáng trong chuyện tình dục thì luôn hài lòng và vui vẻ đón nhận những lời gạ gẫm từ người khác giới. Đôi khi chị em còn thẳng thắn với người bạn tình một cách rất là vui vẻ. Và thường thì phụ nữ dễ dãi chẳng yêu ai thật lòng đâu. Ai mà chẳng thích khám phá và trải nghiệm tình một đêm. Tình yêu với họ như một cuộc chơi, thích thì đến mà chơi chán thì đi, cũng không có gì phải suy nghĩ hay lo ngại. Những cô nàng lẳng lơ ấy, thì có suy nghĩ rất là phóng thoáng là như vậy. Đối với họ, cuộc tình một đêm cũng chẳng phải là cái gì đó gọi là sự phản bội hay một điều gì đó quá to tát. Nó chỉ là cách để chúng ta giải quyết nhu cầu sinh lý. Họ có thể thoải mái, dễ dãi khi có ai đó đề nghị đến vấn đề giường chiếu và không hề có ý kiến phản kháng hay e ngại. Không những thế, nhiều chị em còn chủ động suy nghĩ thoáng trong chuyện ấy và rất là thích sự tự do. Và dấu hiệu thứ 8 có thể là một dấu hiệu phụ thôi, nhưng có thể giúp cho các bạn khẳng định chắc chắn hơn người phụ nữ mà mình đang tìm hiểu là một người phụ nữ lẳng lơ và dâm đãng. Đó chính là cô ấy yêu rất là nhiệt tình và luôn hôn rất là say đắm, lúc nào cũng cứ như là muốn mút lưỡi người đàn ông vậy. Hôn là một điều không thể thiếu đối với các cặp đôi yêu nhau. Tuy nhiên, thường những cô nàng dễ dãi trong chuyện tình dục thì sẽ hôn rất là say đắm và rất là mạnh bạo. Kiểu hôn của cô nàng như muốn nuốt trọn đôi môi của người đàn ông vậy. Mặt khác, chính những cái hôn mạnh bạo và say đắm của nàng đã nói lên khả năng giường chiếu rất là đỉnh cao, luôn cuốn hút và hấp dẫn cánh mày râu. Nụ hôn càng mạnh thì khao khát càng lớn và càng cao trào. Và đây chính là một trong những hành động khiến người đàn ông không thể cưỡng lại, và cả hai nhanh chóng bắt đầu cuộc yêu một cách cháy bỏng và nồng nhiệt. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã tổng hợp và gửi đến các bạn 8 dấu hiệu cho thấy một người phụ nữ lẳng lơ dâm đãng họ rất là hay làm 8 điều này đối với người đàn ông. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ này thì các bạn cũng đã có thể đánh giá được người phụ nữ mà mình đang nhắm tới, để có thể biết được rằng cô ta có phải là người xứng đáng để chúng ta lựa chọn đi tiếp phần đời còn lại với một mối quan hệ ràng buộc và nghiêm túc hay không, hay là có thể có những tính toán đối với mối quan hệ người phụ nữ này sao cho phù hợp. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe những chia sẻ trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.